Hello mọi người, lại là Duy đây. Và một lần nữa thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của bé Duy Cơ Bắp. Thì chắc là bữa giờ mọi người xem mấy vlog du lịch nè, mấy vlog khoe của, hay là mấy cái vlog xấu ảo, mọi người hơi chán rồi đúng không ta? Tại vì tôi thấy là cảm giác như là cái lượng tương tác nó hơi giảm một xíu rồi đó. Cho nên là quyết định là trong vlog này mình sẽ quay về cái sở trường, cái thế mạnh của mình, đó chính là daily vlog khùng khùng, hoặc là giỡn bạn bè thân thiện xíu kiểu gì đó. Chứ bữa giờ mặt chảnh mà công lên ta ghét hoài cũng hơi kỳ. Ngày hôm nay mình quyết định vlog lại, tại vì ngày hôm nay là một ngày rất là bận rộn nha mọi người. Nói chung là cũng không phải bận lắm, nhưng mà ít nhất là nó có một cái gì đó để chia sẻ với mọi người. Tại vì mình nghĩ là mọi người sẽ rất là tò mò về cuộc sống của mình. Bây giờ chính xác là 7 giờ mấy, gần 8 giờ sáng, và mình mới ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, sau đó thì đắp mặt nạ để cho da mình nó có đủ ẩm với lại nó sạch để chuẩn bị mình make up. Để tí nữa 9 giờ mình sẽ có một cái gọi là một cái job, một cái sự kiện ra mắt của một cái brand, một cái thương hiệu. Thì mình đang đợi con Phúc với lại con Cẩm tới để mua bánh giò ăn sáng. Không biết là mấy má có make up hay không nha mọi người. Mà bây giờ gần 8 giờ rồi mà mấy má qua, rồi 9 giờ là phải có mặt. Mà không biết. Nói chung là mấy cái đứa này càng ngày nó chơi tương với tôi mọi người ơi, nó càng giống tôi ở cái chỗ là hay trễ giờ. Ủa má, biết mấy giờ diễn ra không? Biết mấy giờ người ta ra mắt không? Mà biết bây giờ là mấy giờ không? Mày biết bây giờ mày có mua bánh giò không vậy? Có mua bánh giò không? Trời kẹt xe quá. 8 giờ. Bây giờ ơi, nó ngày nào còn đúng 20 phút để make up với mấy mẹ. Trời ơi, cho sao hoài vậy trời. Hôm qua biết mấy giờ tao mới ngủ không? 4 giờ. Lúc mà ê, tụi bay biết 1 giờ mưa à mà không? 1 giờ mưa nha, tao rất là buồn ngủ nha mày. Mà đi tao nằm tao coi hết bộ phim review. Là cỡ có 15 phút thôi nha. Cho nên mày coi xong bộ phim đó xong là tao sẽ đi ngủ, hiểu không? Mà tự nhiên coi xong tao tỉnh queo luôn, xong tao lại lướt một xíu nữa. Là tầm 2 giờ rưỡi tao ngủ. 2 giờ rưỡi tao nằm 4 giờ sáng. Mà tao nằm mà kiểu tao nằm mà tao tức tao muốn khóc luôn, mà mồ hôi tao đổ, nó nóng mà, hiểu không? Chúng là tao tức, tao hối hận là tại sao tao lại không ngủ lúc 1 giờ mấy á. Trời ơi, 1 giờ đúng 1 giờ mới ngon. Hôm qua về cái là 8 ra 12 giờ mấy là dưới tao mưa rồi đó. Hôm qua mệt. Ê mọi người, mấy bữa nay mọi người là ngày nào tụi cũng gặp nhau hết trơn nha. Tại vì biết sao không, bàn chuyện này nọ. Nói chung là mọi người hãy nhớ chờ đợi tương lai nha. Tôi nghĩ là chắc cũng không còn là xa đâu. Thì sẽ có một cái bí bất ngờ gửi đến mọi người. Tôi nghĩ mọi người bất ngờ kìa. Mọi người tin đó, đến tận bây giờ tôi là một đứa không biết đeo len đâu. Mỗi lần mình đeo len là trần ngay là khó khăn vậy đó. Mỗi lần đeo len xong mình đỏ con mắt vậy đó. Thì có tôi quần cảnh đeo len đó nha. Bây giờ tôi là cái đứa mà kiểu rất là ít khi đeo len, khi nào mà quan trọng mình mới đeo luôn á mọi người. Mà cũng may mình không phải là cần, đúng không, để mà đeo. Trời má, nó chị nhan nước miếng vô len phải rửa lại thêm lần. Mẹ nó khó khăn quá à. Má, rồi xong rớt cái miếng len xuống đất luôn rồi. Trời chết tao, thấy chưa? Tao nói một đường tao đi len nó khó khăn chừng ai đó mày ơi. 4cm. Cái gì 4cm vậy mẹ, chán gì mẹ. Má, là ngày 4cm thấy chán rồi. Tao không đeo len được luôn á, trời chết tao. I love you, I should love me too. You should be at me too. Thái rượu rồi. Thái rượu này mới mắc ngon. Xé nè, có đồ xé nè. Trời ơi, mấy má ơi. Trễ giờ. Trễ giờ. 54 rồi. Toàn là quái vật 5000kg máu không, phải không? Giờ lên xe ngồi make up, ngồi đeo len. Ôi đến cái nào, tại sao lúc nào mình cũng trong cái trường hợp vậy trơn nhiệt trời. Ôi mọi người, nóng quá. Đang chờ xin miếng máy lạnh lần trước. Thôi được rồi, đây lỡ rồi nên. Gấp quá, trường này tốn thời gian quá. Chị mình nói cái này là less nè. Trái á. Trời ơi, trời đeo len nó phân biệt trái phải bà. Là mình đeo lịch cận, nó lộn lịch độ á. Ừ. Đó, giờ không đeo len biết. Lưu vô Phúc vô chưa? Vô cái một vậy hả? Ờ, tính là mày đeo len dễ quá Phúc hả? Thường 2 có 1, 2, 3, 1, 2, 5 là la. Và đang đợi, không biết mọi người nghe được không? 1, 2, 4, hôm nay đi bên quận 4. Người ta chưa có thịt là. Số gần gần thì la rất to. May quá, không có bị trễ. Xe
Tao tưởng trễ ơi. Thì sự kiện mà trễ rất là kỳ. Về về cái không bị trễ. Về không trễ nha, mình muốn chết luôn. Hai nàng hậu của chúng ta là Trần Thủy Vi và Lưu Thị Linh sẽ cùng lên sân khấu ngay để cùng trao giải các không biết mình sẽ đẹp bằng Trần Thủy Vi với Lưu Thị Linh không. Nhất đúng không chú? Đi hàng thuyền ha. À, mọi người ơi. Ủa bao lâu ta? Ủa nãy giờ mình dự quán bao lâu ta? 45 phút đúng không? Nói chung là trong mỗi cái event sự kiện á, không nên ở lại lâu đúng không mày? Đúng rồi. Ở lại lâu, biết sao không? Ở lại càng lâu mình sẽ càng mệt, hiểu không? Với lại mình đủ rồi. Làm đủ việc là xong, hiểu không mọi người? Đó, rồi bây giờ thì tụi mình sau khi mà 45 phút đồng hồ ở trong sự kiện, trả lời phỏng vấn, rồi chụp hình này nọ. Ơi mọi người có một cái điều rất là tiếc. Là hồi nãy vô trọng tôi mặc bộ đồ này mà tôi sợ tôi ô về nên tôi phải tháo kính ra, hiểu không? Là lúc tôi trọng tháo kính ra. Nhưng mà gần lúc giờ tôi hối hận là tại sao tôi lại không đeo kính luôn nguyên buổi. Hiểu không? Tại tháo kính ra mắt công mắt hay bị dày dài á mày. Ôi nãy có đẹp không Phúc? Đẹp. Phúc thì có hả? Có hình nè coi không? Coi coi thấy ghê quá, chụp cảnh nãy quay chung này Lương Thị Linh rồi đó. Góc chân thật luôn. Ôi nhưng mà được mà. Cái ghê lắm, xấu lắm mày. Đâu? Kỳ quá rồi. Mọi người coi kỳ quá nhở. Cái này là hình như ta chụp cái nha. Nè, chụp với Tiểu Vi. Tiểu Vi mặc cái đầm dễ khum xuống mọi người hiểu không? Tiểu Vi mặc cái đầm đằng sau nó rộng rộng dễ khum xuống thì nó ra nó còn đỡ. Chụp với lại Lương Thị Linh, cái em đầm Lương Thị Linh xuống không nổi. Chụp đẹp quá ha, đúng không hoa hậu ha. Tao tưởng mày nói là mình đẹp quá. Sao cái mặt mình nó sưng như vậy? Chết rồi, cái mặt mình nó sưng quá vậy Phúc, chết rồi Phúc. Nãy ông anh tao lại gặp ông nói cái mặt em sưng, nó nổng quá vậy. Chết rồi. Ê, người ta chụp lén mình ở ngoài thì cũng được, mày hiểu không? Ý là chụp hai tụi mình không mới thì đẹp lắm, đừng có dướng ra hoa hậu này nó vô là được rồi. Dướng hoa hậu dướng kỳ kỳ, là lạ. Kiểu ta. Nhanh đi trời. Nhanh đi trời, trời ơi. Có gì rớt cái vỏ rồi nữa kìa. Xém mười kìa. Xém mười vỏ hả? Xém mười cái gì của tao? Ờ. Order, 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 order. Mà nó có đá luôn, nhiều người nói là cà phê nóng, xong rồi bỏ đá luôn. Em cho cà phê giảo thêm miếng đá cho nó đi. Thôi rồi. Dành. Ở đây em một latte, lấy sữa đậu nành. Latte, lấy sữa đậu nành, đá viên, sa bên tì, bánh khá chất xôn. Chỉ có acha caramel không? Đó, dạ rồi. Đó, giảm cân không? Đó mà toàn acha caramel không? Xinh đẹp. Xinh đẹp bánh không anh chị? Đó hay không em nào? Ăn bánh không? Khen đẹp kìa. Em đem bị cái banana cốt ta. Thôi, cho anh cái bánh chuối đi. Bánh chuối. Ừ, với cái bánh chuối đi. Cái một cái đó thôi. Cái này ngon nè, cái này ngon nè. Dạ. Ừ, cái bánh chuối á. Dạ rồi. Lấy một cái đó với lại một cái muffin thôi. Một cái choco mình đang làm muffin với anh chị. Đẹp không? Đẹp. Đẹp lắm. Thấy tụi anh đẹp không? Rồi hai cái. Ok. Ok, ok. Thôi đừng khen nữa, hết tiền rồi, đừng khen nữa. Sau đây sẽ là sau khi đi sự kiện dùng với hai TikToker thì mình sẽ quay qua gì phải sorry ôm 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 sau khi dự sự kiện cùng với hai TikToker nói là và để đến với vlog của Cẩm Nguyễn thì mình sẽ đi uống Starbucks. Đầu tiên mình sẽ uống latte soy milk. Mọi người sẽ như thế nào nếu Cẩm làm YouTube? Cẩm YouTube làm gì vậy ta? Học hành rồi đó má, học hành rồi đó, kiểu chuyên nhiêu đó. Mình sẽ uống latte sữa đậu nành. Phúc và Duy đều uống CM Caramel Macchiato. Tại vì đây là hai thứ mà đây là cái món nước mà tụi nó thích nhất và tụi nó cảm thấy quen thuộc nhất. Vô cứ uống cái nước này thôi.
giờ bạn muốn nói gì tôi thấy hả? Khoan, đợi đó. chưa có cơ hội để kể với mọi người câu chuyện này của cặp. Cái sự tích đời 5 phút của cặp. Ủa, kể cho ta, hình như kể rồi á. Dạ, cái món bánh tụi mình ăn. Món bánh tụi mình ăn là cái món bánh này gọi là món bánh gì? Muffin chocolate. Muffin chocolate rất là ngon. Và cuối cùng là món bánh chuối với lại hạt. Vâng, và cảm ơn các bạn đã đến với vlog của Cẩm Nguyễn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo. Bye. Chúc bà cũng ký. Yo. Hi. Con cô buồn khu. Hút con cô buồn gì? Con cô buồn gì? Con cô buồn chí năng hả? Con cô buồn chí năng quá nè. Chứ con cô buồn gì? Con cô buồn chí năng. Chắc không? Hay là mày giỡn? Mày giỡn má. Con cô buồn thông minh quá rồi. Con cô thì buồn quá sức lại. Vui không? Hơi nhẹ miếng. Con cô thì buồn quá. Buồn tới, buồn quá. Con cô thì buồn khung rồi đó. Một, hai, bạn vô. Bây giờ đã là 1 giờ trưa rồi nha. 1 giờ rồi nha, và nãy giờ tụi mình ngồi cà phê một xíu thôi nha. Mà ngồi 3 tiếng đồng hồ tên không? Ngồi 3 tiếng đồng hồ cà phê gì đó. Ừ, không. Thì nói chung là nãy giờ tụi mình đang gọi là đang làm việc nha mọi người. Đang bàn một cái dự án khá là quan trọng cho thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ đi về ngủ, nghỉ ngơi. Tại vì hôm qua ngủ chỉ có 3 tiếng rồi mọi người. Không biết hoa hậu như thế nào, chứ cỡ hoa lo kiện là mệt lắm rồi đó mọi người, là ngủ rồi cái mặt sưng luôn, mệt lắm rồi đó. Bây giờ sẽ về ngủ và chiều gặp lại mọi người sau. Thì bây giờ cũng đã là 4 giờ chiều. Sau khi hồi nãy ngồi cà phê xong á thì mình con Phúc mới về nhà ngủ. Và sau khi ngủ dậy thì con Phúc nó làm biến quá nên nó đã về nhà nó rồi. Còn mình thì vẫn rất là chăm chỉ lên quận nhất để đi tập nha. Ôi, cái mặt tôi mệt, mặt tôi nó đều đều luôn mọi người nhìn nè. Ôi là trời ơi, mệt đi xỉu. Đó. Sao đây quay không thấy gì chưa người ta. Hello, ok. Check in cái. Ok, cảm ơn. Rồi. Đi thôi. Tập gym cho đẹp mấy má ơi. Bữa giờ sửa xong á, không đi tập á, cái mặt tích nước á, mà tập tiêm kháng sinh nhiều á, nó sưng sưng, nó mỏ mỏ á. Hôm nay mình tập buổi chiều cho nên giờ nó vắng. Đây, bình thường buổi tối sẽ rất là đông, hôm nay là khá vắng. Kiểu phòng tập nó sẽ đông nhất là vào lúc khoảng tầm đâu 6 giờ cho đến 8 giờ là đông nhất. Còn hôm nay mình tập lúc 4 giờ nên tập được thì sẽ quay tiền với mọi người hơn. Bây giờ đi vô cấp độ. Ok, mỗi buổi đi tập thì lúc nào mình cũng sẽ cho 2 muỗng BCAA vô. Đây mới cho vô một xíu rồi nè. Tại vì BCAA mà tập á, bỏ vô á, nó sẽ có một cái gọi là tập mà không biết mệt đúng không? Tập mà có một tiếng rưỡi mà quằn quại đã luôn á. Đây mình dùng loại này. Đó, Gold BCAAX gì đó thì cũng không rành. Cái này khoảng tầm đâu 8-900 nghìn một hũ. Uống được cho 2 tháng. Nãy giờ là hơn 1 tiếng đồng hồ mình đã tập xong, mà tại vì nãy giờ tập mệt quá không có tiện quay lại, rồi bây giờ thì cũng đã tập xong rồi. Mình muốn quay cho mọi người xem cái view này nha. Đó, ở đây thích nhất là tập buổi chiều tại vì nhìn view đẹp. Bên kia là phố đi bộ, thấy không? Đó đó, còn cái khúc bên kia là chỗ tôi hay mua vàng đó, thấy không? Đó, cái chỗ đây nè, cái chỗ mà cái logo đó đó, chỗ đó đó là tôi hay mua vàng nhất ở bên đó đó. Được không chưa, được không chưa, được không chưa ta? Ngon hả? Thấy không? Hôm nay tập tay sau, biết tập tay trước, tay sau với vai, thấy không? Ngon, ngon lạnh.
Bên đây ngon luôn. Bên đây ngon luôn. Ok, tiếp gặp lại mọi người sau. Mình mới vừa đến chỗ ăn. Hôm nay lại là một món rất mất. Hôm nay lại là một món rất là quen thuộc mọi người, sushi Hokkaido ở trên Pasteur. Cái chỗ này ơi lâu lắm mà tôi mới được đi ăn, mà buổi tối rồi luôn mọi người. Bữa giờ là chỉ toàn đi tập rồi về dựng clip này nọ rồi đi quay thôi. Bây giờ được vô ăn. Mọi người, bút phòng riêng lúc nào ăn cũng sẽ thoải mái hơn và ngon hơn nha. Thích nhất Hokkaido ở điểm này á. Đó. Dùng sashimi nha anh ha. Dạ rồi. Anh gọi order luôn ha. Dạ, để em lấy điện thoại em chạy vô order liền okay. Nha. Ok. Quá trời đói bụng, quá trời đói bụng. Tí nữa 8 giờ hẹn Phúc đi Phúc Lộc lấy clip. Bữa quay bên điện thoại đó. Có cái này lại khoe nữa. Nói chung là tôi nói rồi, là những bạn mà theo dõi tôi thì mọi người sẽ biết điểm mạnh của mình là ham mua đồ, nhưng mà điểm yếu của mình là khoái khoe của. Cho nên thì mọi người không, mọi người thông cảm, mọi người xem hết cái đoạn này. Mới đặt bên Hàn Quốc hai cái bình Starbucks về đây. Mẫu này là Just Only bên Hàn Quốc mới có bán nha. Đó, đặt về thì mọi người biết mà, fan cuồng Starbucks. Inbox luôn ha. Đợi ăn 2 phút ha. Dạ dạ. Ok. Chị sao em cần em cho bổ chuông nha. Ok. Đó, đây. Mọi người biết mà, mình rất là mê bình Starbucks. Đây. Cái màu này mình đã có rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi, nhưng mà ở mẫu này Việt Nam không có. Xu luôn Việt Nam không có, nếu mà có thì sách tay thôi. Mà mọi người biết thì sách tay giá của nó không hề rẻ. Và đây, đặc biệt nhất là cái này. Giá trị hay không ở cái cảnh này. Đây, tác Hàn Quốc. Nói chung là tôi mua bình là tôi sưu tầm thôi mọi người, tôi không dám tháo tác ra. Có nhiều bạn á nói mình nói là anh săn bình độc lạ quá, anh có thể bán lại cho em được không? Nhưng mà hôm nha, anh mua là vì đam mê nha bé. Hôm nào chắc mình sẽ làm một cái tập vlog là unboxing, hoặc là cho mọi người khám phá hết tổng cộng những số bình của mình đang có nè mọi người. Đây vẫn là tác Hàn Quốc. Đó. Đó, rồi. Chuyết tiết mục khoai củ đến là hết. Bây giờ đến tiết mục gọi món và order. Cho anh hai mai cua thường upside. Dạ, hai mai cua thường upside. Cho một cái gì ta? Một bụng cá hồi. Bụng cá hồi sashimi. Ok. Dạ. Em có order cho mình bụng nhỏ với lại set 1 của City Banner nha. Ok. Món đầu tiên là gồm có lườn cá hồi nha. Cái này là lườn, phải là bụng nha. Lườn cá hồi nè, cái chích ép trứng nè. Trứng cá hồi, cá ngừ. Không biết phải có người không ta. Với lại xà lông. Đó. Rồi bạch quả. Rồi lá ô bà. Em thèm cái món này dữ rồi đó. Mấy ngày rồi. Đó. Đó. Ỉn chắc. Món ta. Chính chắc. Hình như là mình đã có một cái clip review riêng về Hokkaido trên YouTube rồi đúng không ta? Cái này đúng không ta? Nói chung là trong video sẽ không có review, sẽ là chia sẻ cho một ngày daily thôi. Còn ví dụ mà bạn nào mà muốn xem rõ hơn là Hokkaido ngon như thế nào và kêu những cái món ăn nào là ok nhất thì mọi người hãy kiếm cái clip đó nha, tôi cũng không nhớ clip cái nào ở đâu. Nè nè. Tiếp theo là thêm một phần. Trời ơi trời. Sao tới nói tôi mỗi lần đi ăn là con nít nó khóc vậy ta? Bữa giờ hoài luôn á. Hoài luôn á. Đây, tiếp theo là một phần bụng cá hồi. Một phần cơm cá thay cho cơm lươn. Đây, tôi thấy cái vị chắc cái vị ly chang đó mọi người. Thì không biết như thế nào. Mình nghĩ là thì chắc chắn là nó sẽ không có tuyệt vời bằng cơm lươn rồi. Nhưng mà cơm lươn giá hơi cao quá, ăn đắng lắm. Đây, còn đây là cá trứng hấp. Mình vừa bỏ thêm cái phần trứng cá vào trong đây để cho nó hợp hơn, ăn sẽ ngon hơn. Tiếp theo là bụng cá hồi nha. Bụng cá hồi sẽ ngon hơn lườn cá hồi nha. Cái phần set hồi nãy á là lườn. Rồi bây giờ mới ăn là bụng. Đây, cái bụng đó nè. Cái bụng đó này trời. Thấy chưa?
Thấy chưa? Đây. Cái bụng á mềm nhiều ha, hơm béo luôn. Tiếp theo là con mực sống. Đây mọi người, hồi nãy thì nó có một chút ngọt ngoài nhẹ. Nói chung là nếu mọi người xem những cái hình như nó có kìa, nó có kìa đúng không? Nó có đúng không ta? Nè, thấy không? Nói chung á là khi mà vừa bưng ra thì nó vẫn còn ngọt ngoài, tại vì nó đang sống xong rồi nó bị cắt ra. Xong nghe đoạn này nó ác ghê thật. Thì mọi người hình dung như là nó đang bơ, nó đang sống, xong bị cắt ra từng lát. Hồi nãy nó bưng lên là nó cũng vẫn còn nhúc nhích rất là nhiều. Đó. Rồi. Tiếp theo bên đây, best seller không thể nào thiếu khi đến Hokkaido, đó chính là mai cua. Đây, hai phần mai cua và thêm một phần bánh xếp. Đó, rồi mình sẽ ăn nha, trời ngon lắm. Ăn thịt cá nè. Ngon, cái sốt rất là ngon. Cái sốt nó làm cho mình cảm thấy giống như là mình quay về Nhật Bản vậy đó. Bịch chưa đồ bay lên. Bịch chưa đồ bay lên. Đó, xuất sắc. Sẽ rất là ngon đó. Tôi nghe được cái mùi thơm ở đây luôn mọi người. Cái mùi thơm của cái sự đã được, sự hạnh phúc. Mọi người thấy gì lạ không? Đấy, thấy không? Ôi trời ơi, thấy lạ không? Thì nói chung á là đây không phải là một cái đoạn trong cái ngày daily vlog từ đầu clip đến giờ mọi người xem. Đây là một cái đoạn bonus cho ngày hôm sau nha mọi người. Thì hôm qua sau khi mà mình đi ăn sushi về xong thì mình cũng chỉ về nhà, nhà không có gì đặc sắc hết. Thì khi mà tối hôm qua mình ngủ á thì mình mới quyết định là hôm nay mình sẽ cạo đầu. Mình muốn cho một cái gì đó nó mới nè mọi người, tại vì mình chán tóc, cái tóc đó quá rồi. Cái tật của mình mà mỗi lần đổi kiểu tóc là mình rất là chán, mình không có thể nào giữ lâu được, mình rất là chán rồi. Thì hôm nay mình quyết định là cạo sát cái đầu này. Mà cạo xong cái đầu nó mập quá à. Thì mình đang ở trên Vincom để đi shopping cùng với lại đây. Để tôi quay cho mọi người, tôi đang đi shopping với ai nha. Mình đang đi mua với nè. Hello cô Thủy ơi. Đây, đang đi shopping. Mình mới vừa lựa cho cô Thủy một đống. Đó. Cô Thủy đang lựa đồ nha. Đó. Thủy lựa được kia cho cô Thủy. Cô Thủy ơi. Cứ cuối tuần đã. Hello. Đây mọi người, sau khi nãy giờ đi từ Zara rồi đi vòng hết thì làm như là mẹ mình không có phù hợp với lại cái firm của kiểu mấy cái brand ở châu Âu rồi đó, bên nước ngoài rồi đó, US UK rồi đó. Mẹ mình là hợp với cái brand kiểu firm Việt Nam rồi nha. Đây, bây giờ mẹ mới lựa được một cái đầm này và thêm một cái đầm này. Đó, xương để tôi quay giá tiền cho mọi người coi nè. Nhìn xương như đồ mặc ở nhà thôi, giá tiền chóng mặt. Ờ, nhưng mà được nha. Quay coi mà. Cái nào, cái này với cái này đúng không? Cái này nhiêu? Coi cái giá coi. Mấy này xương vậy ha. Này rẻ hơn kia được một xíu. Này hơi cao nè, nhưng mà không có phù hợp với là kiểu đồ US UK nha. Rồi xong rồi, nó bụng quá, mẹ ơi, nó bụng quá. Rồi xong rồi. Rồi. Tôi quên thử cái nào, tôi quên là ta. Ok, thank you em. Một tiếng thử đồ. Ok, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn. Em, dùng mang cái giấm dầu dùm anh. Ok. Rồi, xong. Xong. Hai cái đầm. Đây, được cho mày cầm con cái con bắp cho mọi người xem coi. Nè, lựa một tiếng đồng hồ chị mới được hai cái. Và cô Thủy rất là khó trong cái chuyện đi mua đồ nha mọi người. Cô Thủy lựa rất là khó chịu nha mọi người. Mới khó chịu mà tại dáng xấu quá. Còn nó giảm nó trắng rồi mẹ, còn mày đặt méo gì nữa. Không được, giờ thấy có con mắt kiến không? Bút cái mắt kiến lên trên tùm anh tòm mới xuất sắc rồi. Và bây giờ mình và cô Thủy sẽ ăn ốc nha mọi người. Đây là cá đuối, còn đây là nghêu. Đó. Ồ, nó nóng. Hồi, ăn cái. Đó. Shopping nói chung là cũng không được nhiều hết trơn á, nhưng mà đói bụng cho nên phải ăn trước một cái. Nhìn mặt tôi được ha. Trời ơi, sao mình đánh liều vậy trời, mặt cái mặt nó sưng. Thôi, ăn đi. Cái này mới best nha mọi người. Trời ơi. Ốc tỏi phô mai. Chấm cái nước muối tiêu này. Xuất sắc cái khúc này. Mới ăn cay xíu mặt đỏ quét rồi trời. Đây. Cái này. Bạch mực nướng.
một con mực, miếng mực nó bự, miếng dày vậy nè. Đã không? Thấy không? Trời ơi, nhìn nè. Trời, các bạn có thấy không ta? Trời, không thấy được rồi. Vậy nè, mấy vậy nè. Thôi, được rồi, được rồi. Chấm muối ớt đỏ, muối ớt cay. Ngon mà không đảo. Ok mọi người, bây giờ thì cũng đã là dài ngày sau đó rồi. Thì tôi nói thiệt là tôi không hiểu vì sao mà cái vlog mà mọi người coi á là tôi đã quay một tuần trước rồi, mà mình ngâm cho đến bây giờ luôn á mọi người. Từ cái lúc mà mình quay cuối cùng bữa đi ăn với mẹ mình á, là cái tóc nó còn trắng mới cạo, là chân mày nó còn đen nha. Bây giờ mình nhuộm chân mày xong rồi tóc nó ra hết trơn rồi đó. Mà đến tận hôm nay mới bắt đầu dựng để chiều nay lên cho mọi người. Đúng là chiều thứ 6 ngày 22 tháng 4 luôn. Thì nếu mọi người để ý á, thì ngay từ đầu vlog cho đến giữa vlog á, thì mình nói với mọi người á, là mình sắp có một cái điều bất ngờ. Một cái điều mà mình nghĩ là mọi người sẽ rất là trông chờ, và mọi người sẽ rất là gọi là, mình hy vọng mọi người sẽ rất là nôn nao cho cái điều sắp tới của mình. Cho nên thì mọi người hãy nhớ đợi tầm khoảng vài ngày nữa nha. Trời, cái da tôi nó khô mà nói chuyện không được luôn á. Bữa giờ đang trip mình cái da khô mà nói chuyện không được luôn. Thì nói chung á là mọi người hãy chờ đợi khoảng tầm vài ngày nữa thôi, tầm khoảng chắc 2-3-4 ngày nữa thôi, thì mọi người sẽ thấy một cái chuyện rất là bất ngờ mà tôi muốn gửi đến mọi người. Tôi nghĩ là mọi người sẽ bất ngờ. Hy vọng mọi người chờ đợi, và mọi người, má cái điện thoại này tắt hoài luôn, cái mặt tối hù, là mọi người hãy chờ đón những cái điều mà tôi sắp, nói chung là rất là nôn một cái dự án khá là lớn. Một cái dự án khá là lớn nha mọi người. Thì hy vọng mọi người sẽ chờ đợi, ngóng chờ. Má thì thôi, tức quá tắt hoài ta. Ngóng chờ mình. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc vlog tại đây. Và rất cảm ơn mọi người đã xem video này. Thì mọi người có để ý là bữa giờ mình rất là ít khi ra video, rất là ít khi ra, đặc biệt là trên YouTube mình rất là ít khi ra. Tại vì bữa giờ mình bận. Thì lý do gì sao mà mình lại bận, vì mình bận chuyện gì thì mọi người hãy đợi vài ngày nữa. Nói chung là tôi không biết nói gì hết. Tôi chỉ biết đó là mọi người hãy chờ đợi đi. Chờ đợi đi, chấn động chiến này, chờ đợi đi. Ok. Ok, bye bye mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Và hãy nhớ chờ đợi nha. Xuất sắc nha, bye bye.